Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay ngày 19 tháng 11 2021, hôm nay chúng ta học đến bài thứ 11 của phẩm thứ 5 này. Phẩm Ái Luyến này dường như chúng ta chỉ có 12 hay là 13 bài chỉ đó, sắp kết thúc đường phẩm này, mừng quá. Mình đọc rồi giải thích cái văn bản này trước rồi chúng ta chép bản dịch. Lạc pháp giới thành tựu, thành tính lạc nhi tập, năng giới tự thân giả, vị nhân sở ái kính. Đây là vế đầu. Lạc pháp hàm nghĩa là vui với pháp, vui trong sự tu tập. Giới thành tựu hàm nghĩa rằng là khi chúng ta có niềm vui với công trình tu tập thì tự nhiên ta sẽ thành tựu được giới. Và cái chữ này mình đã giải thích nhiều lần nha. Giới có nghĩa là một nguyên tắc sống, nó có nhiều cấp độ. Ví dụ như các vị sống với một cái chuẩn mực đạo đức cũng gọi là sống với giới. Chứ đừng nghĩ rằng là mình phải thọ giới của Phật mới tu tập, chứ không. Đó là một loại luật tắc của vũ trụ vạn hữu. Anh tuân theo, anh sống với những điều này thì anh làm thành phẩm chất đời sống cao quý. Giữa nhân gian này, anh là bậc hiền nhân và anh sẽ sinh về cảnh giới lành. Do vậy cho nên hai điều này nó tương tác với nhau, pháp và giới. Mình chia ra như thế, nhưng mà thưa các vị, nó hàm nghĩa rằng là khi mình có được trình độ nhất định, hiểu biết chánh pháp nhất định, đời sống tâm thức mình thăng hoa nhất định, thì tự nhiên mình thấy cái chuẩn mực đạo đức sống để làm đẹp đời sống của chính mình và người, nó là tự nhiên thôi. Cho nên vui với pháp thì thành tựu giới, hay là tu tập theo pháp thì thành tựu giới. Và trong giới thì nó đã có định rồi nghe. Vế thứ hai, thành tính lạc nhi tập, thành tựu niềm tin vững vàng, và nó nuôi dưỡng được cái công phu tu tập, gọi là thành tính lạc nhi tập. Năng giới tự thân giả, người ta sống với những chuẩn mực đạo đức và công phu tu tập như vậy, và người đó thành tựu được điều này, thì thưa các vị, vi nhân sự ái kính là được muôn vạn người giữa trần đời này họ thương mến và họ kính trọng. Đây là vế thứ nhất. Vế thứ hai, vị nhân ái kính cố, giai do kỹ tự tạo. Nó hàm nghĩa rằng là người đó được sự yêu mến và kính trọng của muôn người. Nó do năng lực tự thân của họ xây dựng thôi. Nó hàm nghĩa rằng là không có thần linh nào giúp cho các vị để cho các vị được người ta yêu mến, kính trọng hết. Mà cái lực này nó phải phát xuất từ năng lực tự tâm hay là năng lực tự tu của chúng ta. Hiện thế đắc danh dự, hậu sinh ư thiên thượng. Người như vậy thì ngay một đời này họ được danh thơm, được tiếng tốt, được người kính trọng. Và đời sau họ sinh lên thiên giới. Và bài này, thưa các vị, chúng ta thay nhìn thấy nó là một bài kinh giúp cho chúng ta có được một cái quan niệm sống giữa cuộc đời này, củng cố được niềm tin của chúng ta đối với chánh pháp. Đây là nội dung mà giải thích, nó đủ rộng để cho các vị nhận biết về văn nghĩa của một đoạn kinh từ Hán ngữ trong Pháp Tập Yếu Tụng. Thế rồi mình chép ra bản dịch tặng cho các vị. Đoạn đầu, vui pháp thành tựu giới. Mình đọc lại. Vui pháp thành tựu giới, vững tin an lạc tu, hay phòng hộ tự thân, mọi người đều thương kính. Đây là đoạn thứ nhất. Đoạn thứ hai, được bao người kính trọng, do phước lành tự tu. Mình đọc lại nguyên một bài này cho các vị chép cho được.
vui pháp thành tựu giới, vững tin an lạc tu, hay phòng hộ tự thân, mọi người đều thương kính. Được bao người kính trọng, do phước lành tự tu, công danh lớn hiện đời, đời sau sinh thiên giới. Tám câu. Học cái vèo thuộc mất, rất là dễ thuộc. Thế mình xóa bằng này nha. Chép cái đại ý. Các vị có ai chép không kịp không vậy? Mình xóa hơi sớm đó. Có ai chép không kịp không? Các vị cứ chắc kịp mà. Các vị chịu khó truyền lại, gửi trong cái nhắn tin. Và chúng ta có một đại ý của bài này. Đại ý: mọi quả lành hiện đời và đời sau, từ khả năng tu tập của chính bạn. Cái điều này nó cho chúng ta cái nhìn rằng là dù cho các vị tu truyền thống nào, mật thừa, niệm Phật, cầu vãng sanh, hay là các vị tụng kinh bái sám từng ngày từng ngày, cái lực phù trì của Tam Bảo sở dĩ đến với chúng ta là do vì nỗ lực tu chúng ta có nghe. Cái quy luật hấp dẫn đó là một loại quy luật vĩnh hằng của vũ trụ vạn hữu ạ. Cái thế giới nó không biết Phật Pháp là chi, thế giới khoa học nó cũng tin điều này. Anh hãy mời gọi những ý nghĩ tốt đẹp đến với anh, thì những người bạn tốt sẽ có mặt và cộng hưởng với anh. Anh hãy mời những ý niệm tiêu cực sinh khởi trong anh từ sáng tới tối, thì anh sẽ phát giác rằng là dường như cuộc đời ta càng ngày càng tối tăm, bi thảm và bất hạnh. Điều này nó không phải là Phật Pháp gì cả, nó là một quy luật tự nhiên thôi. Thế cho nên thưa các vị, nên nhớ rằng là tha lực nó đến từ nỗ lực của các vị có mặt. Cho nên dù ta niệm Phật, ta tụng kinh, ta niệm chú, ta cầu khẩn thần linh chi, thưa các vị, nếu năng lực của các vị không phải là cái cực 500 thì không có thể hút được bất cứ cái chi cả. Cho nên đừng nghĩ rằng cái sự khai triển về công trình tự lực tu nó chống đối gì với truyền thống như là cầu vãng sanh, thưa không. Nên nhớ, nền tảng căn bản từ nơi tâm thức các vị đổi thay nghe. Do vậy cho nên chúng ta có một đại ý, đó là cái mọi quả lành ngay bây giờ và trong tương lai, các vị sinh về cảnh giới chư Phật, sinh về cảnh giới chư Thiên, và các vị sinh là nhân gian, là ông Hoàng và Chúa, thưa các vị, nó đều đặt nền tảng trên cái năng lực tu tập ngay bây giờ của các vị. Thế là tu tập ra làm sao? Thì chuyện này chúng ta khai thác trong bài học hôm nay nha. Rồi mình xóa đại ý đi, rồi chúng ta bắt đầu kiếm việc linh tinh khác. Thế đại chúng, là cái bài học này gợi cho chúng ta vài ba điều. Mình khai thác mấy điều này cho các vị đi vô. Điều thứ nhất, vui với Pháp. Nếu mình đọc một kinh văn thì cái nền tảng ban đầu để có thể tiến xa hơn đó là thiết lập được cái sự an lạc, hạnh phúc ngay trong đời sống của mỗi cá nhân chúng ta. Và mỗi cá nhân chúng ta sinh ra giữa cuộc đời này nó không phải là một cá nhân rất là lẻ loi, đơn độc. Dù cho các vị cố gắng sống đời sống cô đơn cũng không thể cô đơn được đâu nghe. Tại sao? Mấy ông thầy tu đều phát nguyện cô đơn cô độc cả, mà con nào cô độc cô đơn đâu. Cũng có bạn đồng tu, cũng có Phật tử tín đồ. Ngược về quá khứ hay chạy tới tương lai, thưa các vị, đều như vậy cả. Quá khứ thì các vị sinh ra đâu phải là từ cái bắp cải nhảy ra, các vị cũng có người thân. Thế cho nên thưa các vị, đời sống đó là một sự liên hệ không chối cãi vào đâu được. Cho dù ở trong rừng núi lượm trái cây, uống nước suối, sống còn, thưa các vị, cũng liên hệ với thiên nhiên, với cây rừng, với thú rừng, vân vân. Do vậy cho nên cái thiết lập đầu tiên, vui với Pháp, đã hàm nghĩa rằng các vị thiết lập được
an lạc hạnh phúc ngay trong đời sống bình thường. Đây là nền tảng. Cho nên vấn đề thứ nhất trong cái chủ đề mình khai triển nó mang nội hàm đó là bốn yếu tố làm nền cho đời sống an lạc. Đây là cái căn bản nhất cho đời sống mọi gia đình chúng ta nghe. Và cái điều này nó có trong kinh Tăng Chi A Hàm, tức là Tăng Nhất A Hàm cũng có. Đó là một bài kinh của Đức Thế Tôn dạy cho một vị cư sĩ. Một hôm, vợ chồng vị cư sĩ kia mời Thế Tôn đến cúng dường. Cúng dường xong, họ nói bạch Thế Tôn, con với người thân của con, tức là con với vợ của con sống cho tới hôm nay là 40 năm. Dường như đời sống chúng con tràn đầy phúc lạc, cho nên với phước lành cúng dường Đức Thế Tôn, con xin Đức Thế Tôn chúc phúc cho đời sống chúng con là hạnh phúc bây giờ, hạnh phúc tương lai. Chúng con có thể lên chư thiên, chúng con có thể sống giữa nhân gian này, nơi nào con cũng muốn điều kiện gia đình hạnh phúc như vậy. Thế Tôn nói quan trọng nhất là những yếu tố xây dựng nên hạnh phúc như thế này. Ta sẽ dạy cho những cặp thí chủ biết được yếu tố quan trọng để sống đời này với nhau hạnh phúc, không làm của nợ cho nhau. Trong tương lai, sinh lên thiên giới hoặc sinh lại nhân gian cũng đều mang lại phúc lạc cho nhau. Và đây là bốn yếu tố căn bản làm thành đời sống hạnh phúc cho gia đình ngay bây giờ và trong tương lai nghe. Mình chưa nói về bốn yếu tố, đây là bốn yếu tố chi, nhưng mà xin thưa một điều để các vị lưu ý là Đức Thế Tôn ngày xưa, Ngài không có chủ trương rằng là tất cả mọi người đến với Phật khởi phát tâm lành đều xuất gia. Ngài cũng tùy vào phương tiện của những người sống đời sống gia đình, dạy cho họ cách làm giàu, dạy cho họ cách cư xử khi đó là một cô dâu, dạy cho họ cách cư xử khi đó là một ông chồng, dạy cho họ biết cách quản trị về một cơ sở kinh doanh, vân vân. Cho nên thưa các vị, cái nền tảng nhân luân đạo đức hay là cái nền tảng hạnh phúc của đời sống bình thường đó, trong kinh văn của Phật rất giàu nghe. Và nếu chúng ta không thiết lập được điều này, chúng ta tung hơi hết đời sống chúng ta đang có thì coi chừng mình làm một việc vô cùng vụng về, đó là chi? Đó là cái nền tảng phước điền nhân gian mình chưa xây dựng. Nền tảng tâm từ trong công trình tu tập phụng sự cho người, mở rộng lòng yêu thương, thiết lập phước hữu lậu mình chưa làm hoàn thiện, thì thưa các vị, cái nền tảng của công trình thành tựu được đời sống tâm linh nó bị chông chênh. Tuy nhiên, nói điều này không hàm nghĩa rằng là một đời này chúng ta chỉ loay hoay trong đời sống gia đình, chúng ta không có ý nguyện là vươn cao khỏi đời sống nhân gian. Nói điều này để các vị biết rằng là kinh văn của Phật dạy nhiều tầng, và có những tầng dạy cho đời sống trẻ đến với nhau có hạnh phúc ngay đời này, đời sau. Có những tầng Thế Tôn dạy người phát tâm lành xuất gia, đi vô pháp hành trì. Có những tầng Đức Thế Tôn dạy các bà la môn và những vị hoàng đế, vân vân. Đó là điều đầu tiên mình gửi ra để rồi đi vô bốn yếu tố này. Thế rồi Thế Tôn dạy cho cặp gia đình kia rằng là có đủ bốn yếu tố này thì hạnh phúc bây giờ, hạnh phúc tương lai nghe. Thế nào là bốn yếu tố? Điều thứ nhất, đồng tính. Thứ hai, nó là đồng giới. Thứ ba, đồng thí. Thứ tư, đồng tuệ. Bốn đồng, còn thiếu 6 đồng nữa, đủ 10. Thưa các vị, đồng tính, đồng giới, đồng thí, đồng tuệ hàm nghĩa rằng cùng một niềm tin, cùng thọ trì một giới pháp tu tập, tức là cùng sống một nguyên tắc giống như nhau đi tu tập. Trong phạm vi gọn là cùng có một niềm tin Phật Pháp, hoặc cùng có một niềm tin Kitô hoặc Thánh A-la. Điều thứ ba là đồng thí, hàm nghĩa rằng là tâm lượng vị tha như nhau,
quan tâm tới người khác như nhau, quan tâm tới hạnh phúc người kia hơn cả chính mình. Đồng tuệ là cùng có một trình độ hiểu biết tương đương với nhau. Ai có đủ bốn yếu tố này, thưa các vị, không phải sống với vợ, với chồng hạnh phúc, mà sống với con, với bố mẹ, với người thân, với bằng hữu, với cộng đồng cũng hạnh phúc luôn. Đây là bốn yếu tố, các vị nên nhớ nghe. Ta không có niềm tin với nhau, không có niềm cùng một niềm tin với như nhau. Người thì tin Phật, người không tin Phật. Thưa các vị, ngay điều căn bản này nó đã làm thành cái sự bất hạnh trong đời sống gia đình này. Tại sao? Một trong những điều rất nhạy cảm đưa đến sự đổ vỡ rất dễ, đó là ta có một người bạn đời đó là không cùng một tôn giáo với ta. Và ta cứ xỉa xói, ta chê trách, ta phê bình, ta không chấp nhận. Thưa các vị, đây là đầu dây mối nhợ của những bất hạnh trong đời sống gia đình nghe. Mà cái chuyện tội nghiệp là khi ta bất hạnh thì ta làm cho cái năng lực bất hạnh này nó trở thành một loại năng lượng vô cùng đen tối, làm ô uế, làm bất hạnh luôn đời sống con em chúng ta, bố mẹ chúng ta, bằng hữu chúng ta, vân vân. Cái nọc độc của sự bất hạnh nó lây lan rất dễ nghe, nhuộm đen tâm thức và nó hủy diệt luôn những mầm mống trong tương lai. Cho nên thưa các vị nên nhớ là đồng tính rất là quan trọng, cùng một niềm tin. Trong phạm vi đời thường chưa có đi vô tôn giáo gì cả, nhưng mà đồng một niềm tin rằng là hạnh phúc không chỉ có mặt trong đời sống vật chất mà nó phải có mặt trong đời sống tâm hồn và đời sống trí tuệ. Thế thì hai con người này nó tương hợp nhau đấy. Một anh rất nặng nề về cái chuyện kiếm tiền, xài tiền. Còn một anh đó thì thưa các vị không đặt nặng vấn đề phải có tiền, phải xài tiền, mà đặt nặng vấn đề là trân trọng những giá trị tâm hồn, giá trị đạo đức và giá trị tri thức. Hai cái con người này tự nhiên nó loại sĩ nghe. Không hợp nhau, chắc chắn là bất hạnh đó. Đây là trường hợp thứ nhất, nó đồng tính. Tính đây là niềm tin nghe. Dân miền Nam họ không có điệu đàn, họ nói chữ tín và tính gì cả. Nói vậy nhưng mà viết đúng là được rồi. Điều thứ hai, đặt ra vấn đề thưa các vị, nếu các vị lỡ rồi, tức là chưa có, lúc mình có gia đình thì mình đâu có biết đất trời chi, đâu học Phật pháp gì, chưa có kinh nghiệm gì, cho nên mình cứ theo tiếng gọi con tim, gõ nhịp và mình cứ bước theo thôi. Thế rồi mình cưới một ông chồng hoặc bà vợ khác niềm tin tôn giáo, chuyện gì phát sinh? Đây là mình giải thích rộng để cho các vị điều chỉnh về đời sống gia đình nha. Thưa đại chúng, ta đừng bao giờ đụng chạm về niềm tin của người khác. Tốt nhất là ta hãy làm được một điều thông minh hơn, đó là hãy nhìn cái rất đẹp của tôn giáo kia. Tại sao? Thưa các vị, điều này nó cho phép mình có thể sống được với người khác niềm tin tôn giáo, nhưng có thể thiết lập được hạnh phúc nghe. Kỳ thực rằng trong mỗi tôn giáo họ đều có cái hạn chế nhất định. Họ cũng có cái nguồn tự giác nhất định. Cái điều này nó không phải là do vị giáo chủ không, mà nó còn do quá trình phát triển của tôn giáo đó dần dần nó biến chất đi. Do vậy cho nên thưa các vị, ta không ở trong tôn giáo đó, ta chưa học hết, ta chưa tu tập theo truyền thống tâm linh đó, ta biết về họ rất ít. Cho nên thưa các vị, đừng đụng chạm đến niềm tin tôn giáo của nhau. Đây là cái cách đầu tiên để thiết lập hạnh phúc trong đời sống, là không cùng một niềm tin tôn giáo. Một người không có niềm tin như đạo đức gì cả, chỉ có một niềm tin rằng là hãy dẫm bừa lên mọi lý cớ của xã hội đời thường, làm thế nào để có tiền là khỏe thôi. Thế thì thưa các vị không có cách gì cải tạo tâm thức như vậy hết. Họ được nuôi dưỡng trong môi trường, đó là chỉ biết vật chất, chỉ thấy vật chất, mở mắt ra là thấy tiền, nhắm mắt cũng thấy tiền. Thì thưa đại chúng rằng là tốt nhất đừng bao giờ đụng đến vấn đề này. Và
Khi ta có năng lực tu tập, có nỗ lực đủ mạnh thì ta có thể chuyển được người kia, còn nếu không chuyển được người kia thì chuyện gì phát sinh? Hai con người không tương hợp thì thưa các vị, tự họ rút lui thôi. Tự ta cảm thấy rằng mình không có trách nhiệm và cũng không có ân hận gì cả. Làm hết sức mình, nhưng mà mọi việc nó thay đổi theo ta hay không thay đổi theo ta, đó là duyên đó nghe. Kết hợp với nhau, nếu nợ và xong nợ thì ra đi. Kết hợp với nhau do duyên, thì từ bốn yếu tố này đã thành duyên, cho nên có thể ngay đời này hạnh phúc mang đến tặng cho nhau. Đời sau nữa nhiều đời. Thậm chí các vị biết rằng là Đức Thế Tôn trong lúc phát tâm xuất gia đó đã cùng với bà Gia Du có nhân duyên lành, cho nên trải qua hằng sa kiếp. Thậm chí bà Maya phu nhân cũng vậy, phát nguyện rằng là con mỗi lần sinh ra thì con đều làm mẹ cho các vị nhất sanh bổn xứ Bồ Tát. Do vậy cho nên bà mỗi lần sinh ra đều, các vị giác ngộ sinh ra đều có mặt bà đều là mẹ cả. Cho nên thưa các vị, một là nợ hay là duyên. Nợ thì chấm dứt, duyên thì nối dài. Cho nên ai may mắn có được người thân mà cùng một niềm tin Phật Pháp, cùng những tần số như thế này, cùng tu tập, cùng có tâm lành giúp người và cùng có một trình độ tương ưng, thì đây là một loại phước điền rất lớn giữa nhân gian nghe. Kiếm không dễ đâu. Có khi nó là nhân duyên nhiều đời, có khi cũng là nhân duyên do kiếp này mình tạo nữa. Cái sự tu tập của các vị nó chuyển hóa hết mọi thứ. Đây là yếu tố thứ nhất, đồng tính. Yếu tố thứ hai, đồng giới. Thưa các vị, 1, 2, 3 phần này đó là cái phần biểu hiện mà cái nền tảng làm thành 3 phần này và thăng hoa 3 phần này, đó là cái nền tảng của đồng tuệ nghe. Khi năng lực trí tuệ dâng lên, trình độ hiểu biết người ta dâng lên cao, thì tự nhiên người ta cảm thấy rằng đời sống này sống với một nguyên tắc, với một chuẩn mực, đáp ứng đúng với cái sự vận hành của nhân quả là một, đạo đức xã hội là hai, phát triển sự yêu thương và thăng hoa đời sống trí tuệ, đời sống tâm linh là ba. Thưa các vị, điều này người có đủ trí thì họ nhận ra. Thế thì họ dù rằng sống trong môi trường nào, trong hoàn cảnh nào, họ cũng có thể nương với sự hiểu biết ấy, họ sống có một nguyên tắc nhất định, cho nên ta gọi là đồng một giới. Cùng giữ một nguyên tắc sinh hoạt như nhau, cùng tôn trọng nhau, cùng hướng tâm về con đường giác ngộ như nhau, thì gọi là đồng giới nha. Chứ đừng nghĩ rằng là tôi thọ năm giới còn ông chưa thọ năm giới, hoặc là bà chưa chịu thọ Bồ Tát thì không đồng giới, thưa không. Giới này nó đặt nền tảng trên trí tuệ. Khi trí tuệ người ta có mặt, thưa các vị, tự nhiên người ta biết cách xử sự, biết cách sống hòa hợp, biết cách hy sinh cho nhau, biết cách tùy thuận để làm cho đời sống của mình và người thân mình hạnh phúc thôi. Cho nên ba yếu tố này nó được nâng đỡ, được nuôi dưỡng, được cái chiếc thuyền trí tuệ chở che đó. Điều thứ ba, đồng thí là chi? Thưa các vị, có những người không phải nghèo đâu nghe, thế nhưng mà họ vô cùng ki bo. Tiền họ xài cho chính họ thì được, họ có thể ăn một buổi tiệc tốn 500-300 đồng, hoặc uống một chai rượu mất 1.000-2.000 đồng, thế nhưng mà cho cái người cơ nhỡ khó khăn 10 đồng bạc, đừng hòng. Xài cho chính ta thì được, xài cho người thì đừng hòng. Thưa các vị, đây là một loại người nó từ nền tảng tu tập, chứ không phải giàu mà ta bố thí nha. Bố thí nó được nuôi bằng những phần này, tuệ, tính và giới. Và cái kỳ cục nữa là thế này: khi tâm ta mở rộng, lòng vị tha ta mênh mông, thì nó lại nuôi dưỡng trí tuệ, nuôi dưỡng đời sống chúng ta đúng với một nguyên tắc phát triển, gọi là đồng giới. Và niềm tin tam bảo càng ngày càng sâu chắc. Đây là điều thứ hai mình nói về cái sự hỗ tương của bốn phần này, nó làm thành cái phẩm chất, nó làm thành
những yếu tố vô cùng quan trọng cho đời sống hạnh phúc giữa nhân gian. Phần thứ tư, đồng tuệ. Tuệ này dường như mình hay nhấn mạnh lắm nghe. Thực ra thì chúng ta sinh ra có khi chưa có tuệ gì đâu. Thế nhưng mà may mắn là theo với quá trình trưởng thành. Điều thứ nhất là trưởng thành. Trưởng thành về hình hài, nó phải trưởng thành theo những điều kiện khác, đó là trưởng thành về tình cảm. Và nó cũng theo với một điều không thể chối cãi là nó trưởng thành về tri thức luôn, tức là có tình cảm, có tri thức. Đủ chưa? Chưa. Còn một loại đặc thù nữa là nó trưởng thành trong đời sống trải nghiệm nha. Ba điều này nó gom lại, nó làm thành cái sự trưởng thành của một đời sống. Đây là loại trí tuệ nhất định mà một con người bình thường, mắt tai mũi lưỡi bình thường có thể phát triển được. Họ nhờ yếu tố học đường, họ nhờ nền giáo dục gia đình, và họ nhờ thầy, nhờ bạn, nhờ thông tin đại chúng. Cho nên tất cả điều này nó nuôi dưỡng ba cái đặc tính, đó là sự trưởng thành về tâm hồn, sự trưởng thành về trí tuệ, trưởng thành về trải nghiệm đời sống. Đây là một loại đầu tiên ta nói về trưởng thành sinh tuệ. Loại thứ hai là loại chi? Là tu học sinh tuệ nha. Nếu các vị may mắn học vào thánh giáo của Phật, sinh tuệ không? Chắc mẻm sinh tuệ đó. Tại vì kinh của Phật được bậc thầy siêu trí tuệ, gọi là cái từ dùng ở nơi kinh văn người ta gọi là tuệ giác siêu thế nghe. Do vậy cho nên các vị đọc kinh văn từ văn học Nikaya cho tới Đại Thừa cho tới Thiền Tông, thưa các vị, cái kho tàng trí tuệ của Đức Thế Tôn, của các vị thánh tăng, của các vị thiền sư, nó trải dài theo dòng thời gian, nó càng ngày càng thành trường văn cuồn cuộn. Ta chỉ có là con mũi thôi. Thưa các vị, đếm cái hương vị của sông Trường Giang theo với cái bụng của ta thôi. Thế cho nên các vị nên nhớ rằng là cái năng lực học Phật Pháp của chúng ta chưa bao giờ dừng. Và nó cho phép các vị học tới đâu? Học trong trường viễn kiếp tử sinh chứ không phải một kiếp mà xong thôi nghe. Điều thứ hai, tại siêu thế, giải thích điều này. Thưa các vị, thậm chí những truyền thống tâm linh khác họ nhiều lắm, họ nhìn được tới cõi trời thế nghe. Dám hết. Bà La Môn có mặt trước đạo Phật rất lâu, thế nhưng mà nhìn tới cuối cùng tự giác họ nhìn thấy trời Phạm Thiên thôi. Tưởng rằng vị Phạm Thiên đó là vị đế chủ, thần tạo hóa, sinh ra thiên hà vũ trụ vạn hữu. Thế nhưng mà thưa các vị, đến với tự giác đạo Phật này, các vị thấy rằng là Đức Thế Tôn nói có những tầng trời từ dục giới, sắc giới, vô sắc giới, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ. Còn nữa không? Chưa, chẳng nghĩa lý gì cả. Tại vì thưa các vị, đó chẳng qua là cái tầng của học vị thinh văn họ đi vô, họ khám phá thôi. Tới rồi đi tới cái lĩnh vực của các vị Bồ Tát. Thưa các vị, pháp giới mênh mông này, cái thiên hà của chúng ta chứ không phải hành tinh chúng ta nghe. Tức là một dãy thiên hà nó có tới ngàn vạn hành tinh chứ không phải một hành tinh. Thế Tôn nói, nó như một chút bọt nổi trên biển pháp tánh của Như Lai. Thì các vị thấy rằng cái trí tuệ đó vượt tới ngàn nào. Dùng ví dụ dễ hiểu là thế này. Mình ở trong làng quê mình là người thông minh nhất. Mình tưởng chừng như là ghê gớm lắm rồi, phải không? Thế rồi đậu được trường làng, vác tập tới trường tỉnh, thấy ôi trời, quá ra mình có thông minh gì đâu, cả tỉnh có người ta nó thông minh hơn mình nhiều chứ. Thế rồi mình học, thưa các vị, học chết bỏ lên tới thành phố, lên tới cái cấp không phải thành phố mà cái cấp thủ đô của một đất nước. Các vị đánh giá hết những người con người thông minh, các vị đổ hạng ưu đứng đầu của một quốc gia, tưởng chừng như hết chưa? Chưa, nghĩa lý gì đâu. Là một người học sinh cực kỳ giỏi, nhưng mà bước vào đất nước Hoa Kỳ, vô những đại học của nó là mất hồn mất vía nghe.
Thế rồi Đại học Hoa Kỳ đã hết chưa? Trên cái mảnh đất trái đất này thì hết rồi đó. Dường như là nó là nơi cái nền văn minh, cái rúng vũ trụ đi, cho phép nó nói vậy đi. Thế nhưng thưa các vị, hành tinh này nó có những cái hạn chế, những sinh vật trong đây nó có tuổi thọ như vậy, điều kiện sống như vậy, trong khi những hành tinh khác, những nền văn minh khác nó đến với hành tinh chúng ta, nó đâu phải đi bằng phi cơ, đâu phải đi bằng phi thuyền con thoi, đi bằng dĩa bay. Thì các vị thấy rằng là ta càng bước ra xa bao nhiêu thì trí tuệ ta nó càng vỡ bấy nhiêu, và đến nỗi là thiên hà vũ trụ vạn hữu này, Thế Tôn nói như một hạt bụi, như một bọt bóng, như một bong bóng nước trên đại dương mênh mông thôi. Tam thiên thế giới như một chiếc bong bóng trên đại dương nghe. Thì các vị thấy trí tuệ bao lớn vậy. Siêu thế là như vậy. Siêu thế là như vậy. Là mình dùng ví dụ đó để trở lại cái phạm vi nhỏ thôi. Các vị đọc vào kinh văn, các vị thấy rằng là một bài kinh vô cùng giản dị cách đây 26 thế kỷ dạy cho các thầy tỳ kheo niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Ta tưởng rằng là qua thời gian, qua không gian, trình độ con người tiến bộ như vậy, bây giờ bài kinh nó lỗi thời. Lỗi thời không? Không. Chúng sinh vẫn buồn, vẫn vui, vẫn hờn, vẫn giận, vẫn bất an, vẫn lo toan, vẫn kiến chấp y như cũ. Và dùng bài kinh đó để quán chiếu thì thưa các vị, vẫn thành tựu được thánh quả như các vị tỳ kheo trong quá khứ. Thế cho nên trí tuệ của Ngài vừa siêu thế. Ngay hành tinh này là vượt thời gian, vượt không gian. Điều thứ ba thưa các vị, căn cơ của chúng sinh trên hành tinh này hoặc của ngàn vạn chúng sinh những hành tinh khác, nếu có một sinh thân hữu hạn, một hình hài sinh diệt, ứng dụng điều Phật dạy thì đều thành tựu được trí tuệ, chứng nghiệm được thánh trí và đoạn đức tử sinh y như hành tinh chúng ta. Cho nên gọi rằng tuệ giác siêu thế nghe. Do vậy cho nên đồng tuệ này, thưa các vị, điều thứ nhất là năng lực tu học của các vị. Nếu may mắn mà trong đời sống này ta với người thân của ta, con cái của ta, bằng hữu của ta kết hợp lại thành một nhóm, một cộng đồng, một gia đình cùng tu học, thưa các vị, nó làm tăng trưởng. Điều thứ nhất là tăng trưởng cái này, tăng trưởng niềm tin, tăng trưởng giới, tăng trưởng tâm vị tha yêu thương. Và khi những điều này nó tăng trưởng lớn bao nhiêu thì nó làm thành cái gì lớn bao nhiêu? Làm thành an lạc, làm thành hạnh phúc, làm thành con đường thành tựu giải thoát, chứng nghiệm thánh trí. Chuyện này nó phải xảy ra đối với người đặt cái nền tảng là học hiểu chánh pháp nha. Cho nên thưa các vị, bốn yếu tố này làm nền cho đời sống an lạc. Không hàm nghĩa rằng an lạc trong đời sống gia đình, an lạc của đời sống hạnh phúc bình thường, mà nó nhiều tầng nó có thể xảy ra nghe. An lạc trong đời sống tu tập, an lạc trong đời sống mình với người pháp hữu, an lạc trong đời sống tăng già, và an lạc cho cả hành tinh con người. Đây là những nét rất là bình thường mình khai thác để cho đại chúng hiểu về điều này. B của vấn đề, có một câu hỏi đặt ra nơi đây vui cái pháp. Tới người ta hỏi với nhau là pháp là gì? Nói theo ngôn ngữ thiền là vân hà thị pháp nghe. Cái gì là pháp vậy? Các vị, nó nhiều tầng nghe. Điều thứ nhất là các cấp độ của pháp. Và các cấp độ này phân ra làm hai loại. Không phải hai loại, mà tới 4-5 loại luôn. Thứ nhất, kiếm chuyện cho nó dài dòng, nghe cho nó vậy thôi mà. Thứ nhất, cái bình diện cạn nhất và cũng dễ hiểu nhất, ta hay hiểu pháp đó là cái chuẩn mực đạo đức thôi, tức là sống yêu thương. Thưa các vị, cái chuẩn mực căn bản của đời sống đó là các vị sống thuận với cái lẽ thường của xã hội, của con người quá khứ tới hôm nay, đó là các vị có được đạo đức làm người, các vị sống biết yêu thương, thì đây là chuẩn mực đầu tiên của một người
có chút năng lực trí tuệ, chưa cần học đạo đâu nghe. Họ hiểu điều này, họ sống với điều này, thì cái điều đầu tiên, cái món quà của nó là làm cho họ an lạc ngay một đời và không mất nhân thân trong nhiều đời nghe. Mình hình dung một điều này là một loài động vật, nó chưa phát triển tri thức, thế nhưng mà nó sinh ra rồi, thưa các vị, nó có trách nhiệm là điều thứ nhất, cái sự tương tác giữa con mẹ và đứa con đó, tự nhiên nó biểu hiện một cách rất ư là gắn bó, yêu thương. Con gà mẹ, thưa các vị, nó nuôi 10 con gà con, thế nhưng mà mỗi lần nó nghiêng mắt lên trời, nó thấy một cánh diều nào bay, rồi nó chỉ cần một tiếng kêu thôi là cả bầy gà con nó liền chạy ào vào nắp dưới cánh của con gà mẹ nghe. Tôi nghĩ ở nhà quê ai cũng biết điều này. Và thưa các vị, loài động vật nào cũng vậy cả. Thế cho nên thưa các vị, đã là loài người, họ có được cái trình độ phát triển của trí thức, họ có cái tư duy ở chiều xa, tức là tư duy ngắn hạn, ký ức ngắn hạn, ký ức dài hạn của họ cho phép họ vươn cao hơn cái tầm mẫu tử bình thường hay là cái tầm yêu thương bình thường của loài động vật rồi. Họ sống thuận với điều này, họ thừa hưởng yêu thương của người thân, họ có mặt giữa dòng đời, cho nên họ lại làm cho cái dòng yêu thương từ tâm thức họ chảy tới thế hệ tương lai vô vụ lợi là bình thường nghe. Các bậc cha mẹ bình thường thôi, chứ không phải là cha mẹ gì cả, nó không bị nhuộm cái văn hóa vật chất, văn hóa hưởng thụ đó, văn hóa ác độc của xã hội đó. Thưa các vị, tự nhiên họ làm được điều đó là họ sinh con ra, họ nuôi con họ bằng tất cả tấm lòng họ, không có đòi hỏi con phải hoàn tác điều gì cả. Niềm vui đó là nuôi dưỡng, rồi là giáo dục, là làm thành tựu thế hệ tương lai. Thì các vị thấy đây là cái chuẩn mực đạo đức bình thường. Cho nên sống yêu thương và đạo đức đó là nền tảng căn bản đầu tiên của Pháp. Anh sống như thế này, sống thuận với Pháp. Và nếu không sống thuận với điều này thì cuộc đời anh bất hạnh, cuộc đời anh khổ đau. Anh sẽ làm thành một cái dòng luẩn quẩn, đó là anh khổ đau và anh tạo ra khổ đau cho thế hệ tương lai, khổ đau cho người thân của anh. Nó là như vậy. Người ta thống kê rằng một đời sống gia đình bất hạnh, con cái mình đã lớn lên, nó tự nhiên nó thừa hưởng cái văn hóa bất hạnh của mình, tự nhiên nó cũng hành xử giống y như vậy. Các vị để ý nghe, con trai của ta nó không học ai khác ngoài cái tính cách của người bố, con gái ta nó cũng không học ai khác ngoài tính cách của người mẹ. Do vậy cho nên đời sống của ta như thế nào thì nó ảnh hưởng đậm nét vào tâm thức của con em ta như vậy. Từ một vài trường hợp cá biệt thì không nói làm gì, nhưng đa phần con người nó là như vậy cả. Cho nên sống thuận với Pháp là yêu thương, đạo đức. Đây là nền tảng vô cùng thấp, căn bản nhất của đời sống con người. Thứ hai, sống vị tha và phụng sự. Thưa các vị, khi tâm hồn người ta trưởng thành đến mức độ nào đó, họ trưởng thành về nhiều lĩnh vực nghe, họ có thể giàu có, đó là sự trưởng thành về vật chất. Họ có thể tình cảm càng ngày càng rạc rào hơn, đó là trưởng thành về tình cảm. Năng lực trí tuệ của họ càng ngày càng mênh mông hơn, đó là sự trưởng thành về tri thức. Rồi họ có thể trưởng thành thêm một bước cuối nữa là đời sống tâm linh của họ. Và khi tâm thức người ta trưởng thành, tình cảm người ta trưởng thành, trí tuệ người ta trưởng thành, thì họ thấy đời sống vị tha, đời sống phụng sự. Có điều gì nó xảy ra, đó là tự nhiên thôi. Tức là tự nhiên nó phải xảy ra hai yếu tố này. Họ cảm thấy rằng là đền đáp cái món ơn mà người thân đã đưa ta vào đời vẫn chưa đủ. Tại vì ngoài người thân ta còn có bao nhiêu cái mảnh ân tình chung quanh nữa chứ, đâu phải chỉ có bố và mẹ. Thầy ta, bạn ta, đất nước ta, văn hóa của ta. Và xa nữa thưa các vị, có khi đất trời, có khi thiên nhiên, có khi cỏ cây, có khi thú cầm, mọi loài có mặt giữa trần đời này đều góp một bàn tay để nuôi dưỡng, bảo bọc anh. Và đời sống anh hạnh phúc, nó không phải chỉ đơn thuần rằng anh có cái nhà, anh có chút tiền. Thưa các vị, có những lúc hoàn cảnh xã hội vô cùng khó khăn, có tiền đó nhưng mà mua đâu được thức ăn. Thế cho nên
Khi tâm thức người ta trưởng thành thì người ta tự thấy sống vị tha, sống yêu thương, sống phụng sự là chuyện bình thường. Thế rồi bước thứ ba, sống thăng hoa, không dừng ấy. Thưa các vị, sống với Pháp, vui với Pháp, có nghĩa là đời sống của anh đó hay là của chị đó, tâm thức họ không bao giờ dừng lại, nó luôn thăng hoa. Và thăng hoa ở lĩnh vực nào? Thưa các vị, lĩnh vực nào bắt buộc cũng phải thăng hoa cả. Tại sao? Chưa có một loài sinh vật nào giữa trần đời này mà nó dừng lại. Nó đều vận hành, nó đều đang trong tiến trình đi tới. Có điều nó đi tới tới cuối cùng của nó thì nó trả hình hài về cho các bụi, rồi nó lại tiếp tục cuộc hành trình nữa. Ta đừng nghĩ rằng là cái chết chúng ta nó là chấm dứt một cuộc hành trình. Thưa không, cuộc hành trình này bắt đầu từ lúc anh đi vào đời, bắt đầu vào lúc anh ra giữa dòng nhân gian, bắt đầu lúc anh trưởng thành, bắt đầu cho tới lúc anh vào chùa tu, rồi anh mất cuộc hình hài, và nó bắt đầu lại trong kiếp sau. Cho nên đời sống gọi là sống theo Pháp, vui với Pháp, là chấp nhận đời sống luôn thăng hoa, luôn tiến tới, luôn làm giàu có, luôn làm cho năng lực trí tuệ dâng lên. Do vậy cho nên thưa các vị, yếu tố thứ tư, cấp độ Pháp mà chúng ta cần phải sống, đó là nên nhớ rằng là đời sống không dừng, cho nên các vị bắt buộc phải thăng hoa đời sống của các vị. Nhìn nó bằng cả trong bình diện rộng hơn của xã hội cũng vậy nha. Khi người ta đói cơm khát nước thì thưa các vị, cái nhu cầu đó là đủ ăn đủ mặc. Thế rồi đủ ăn đủ mặc rồi người ta dừng lại đó à? Không, ăn sang mặc đẹp chứ. Thế rồi ăn sang mặc đẹp xong nó dừng lại chưa? Chưa. Tại vì những cái thứ vật chất phù du này dường như nó rất dễ chán. Do vậy cho nên ta bắt đầu đi vào lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật, thi ca, hội họa. Âm nhạc, nghệ thuật, thi ca, hội họa tới lúc nó cũng chán nhé. Tại nó chẳng qua chỉ là ve vuốt cảm xúc, làm lắng dịu những cái ưu tư phiền muộn giai đoạn thôi. Do vậy cho nên đạt mức cao hơn, người ta bắt đầu đi vào đời sống là tìm hiểu đời sống tâm linh, đi vào con đường tu tập, đi vào công phu thiền định. Nó phải tiến như vậy thôi. Cho nên yếu tố thứ tư của vui Pháp, nghĩa là khi tâm thức người ta đạt đến mức độ thăng hoa nào thì họ vui với niềm vui do vì tâm thức họ thăng hoa. Rồi cuối cùng, đó là điều thứ tư, đó là sống thành đạt tâm linh nha. Trong cái cuộc luân hồi trường viễn kiếp, tới một lúc nào đó tâm thức mình chín mùi, mình không cần đi ngang qua những cái dòng đời như mình đã từng đi trong quá khứ. Nhìn thấy cuộc sống này lây quay ngần đông việc, kiếm tiền, xài tiền, kiếm tình, khổ với tình, kiếm buồn, kiếm vui, kiếm hờn, kiếm giận, chất đầy lòng, rồi lại khốn khổ những điều này, kiếm một sinh mạng để rồi lại quay lại chết, lại kiếm sinh mạng khác, nó chán lắm. Giờ đi vào con đường là đoạn sạch phiền não khổ ưu, chấm dứt con đường lang thang sinh tử. Do vậy cho nên bắt đầu đi vào con đường tâm linh. Ta tìm cho ra, ta là linh hồn ư, ta là hình hài ư, ta là nghĩ suy ư. Dần dần các vị khám phá vào tự thể tâm của các vị, cái trạng thái bất động vô vi của tâm hằng hữu, tức là Phật tánh của các vị, thì đây là con đường sống thành đạt, đời sống tâm linh. Cuối cùng thưa các vị, tóm lại nơi đây đó là thế này: Pháp có nhiều cấp độ. Cấp độ thấp nhất của người hiểu biết là họ sống với một đời sống đạo đức, biết thương yêu, biết đền ơn, đáp nghĩa, sống giữa lòng đời này. Đây là bước sống căn bản, mà nếu ta không bước qua đây thì ta sống nghịch với một đời sống phát triển, cũng không sống thuận với Pháp. Thế thì bất hạnh á. Điều này chắc luôn nghe. Sống nghịch với điều này là bất hạnh thôi. Rồi từ đây thiết lập được cái nền này, các vị cần dần dần các vị thăng qua đời sống, cho nên vui với Pháp. Hai yếu tố. Yếu tố đầu là sự phát triển không dừng của một tâm thức tiến bộ thì sống được vui với Pháp. Điều thứ hai, do năng lực trí tuệ hiểu biết của nhân duyên lành nhiều đời, cho nên có thể ngay hiện đời này
Anh không cần phải tốn nhiều thời giờ, tốn nhiều công sức đi ngang qua những trải nghiệm đời sống khổ đau, anh mới có thể thể nghiệm được cách nào sống để có thể an lạc hạnh phúc nhất. Và khi có sự hiểu biết đạt đến chiều kích như vậy, thì thưa các vị, mình chọn cái cách mình sống, cuối cùng đó là đời sống mỗi ngày là một sự thăng hoa. Càng ngày càng đi về chiều kích tâm linh, càng ngày càng sâu xa. Đây là điều thứ hai mình nói về vô vi pháp. Điều thứ ba, mình thưa một điều nữa, phần C vấn đề là pháp hỷ trong đời sống. Cái điều rất tự nhiên là thế này, thưa các vị, điều đầu tiên là khi tâm thức thăng hoa, nó như một loại bông hoa nở ra vậy đó. Thì cái điều đặc thù đó là thế này, cái niềm vui trong đời sống ngày ngày càng giàu. Mà niềm vui giàu thì cái buồn phiền, bất hạnh, lo âu, khổ đau dường như nó lắng dịu, nó bốc hơi bay. Rồi cái điều kỳ cục thứ hai nó cũng tới, nó là thế này, thưa các vị, tâm thức thăng hoa, niềm vui càng ngày càng nhiều thì dường như là đời sống họ nhiều may mắn hơn nha. Họ có thể giàu, có thể nghèo, có thể thanh đạm, có thể quanh họ rất là nhiều những cái nhân duyên ràng buộc, thế nhưng mà họ vẫn thông dong, vẫn tự tại, vẫn an lạc. Và nhân duyên nó cũng kỳ lạ thêm một điều nữa là thưa các vị, cái đời sống vật chất của họ, đời sống ngoại vi của họ, những sở hữu của họ, tự nhiên nó cũng thăng hoa theo cái tâm thức của họ. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là pháp hỷ trong đời sống nó hàm nghĩa rằng là khi tâm thức thăng hoa do công trình tu tập, tự nhiên các vị cũng đời sống như vậy, nhưng mà dường như nỗi buồn hiếm xảy ra, lo âu phiền muộn cũng khó xảy ra, bất an sầu thảm dường như nó cũng không dám chạm các vị, dường như là mọi thứ may mắn như cuộc đời này nó nịnh người ta nghe. Mình còn nghèo thì kiếm tiền không ra, mà người ta giàu thì tiền nó là dễ kiếm. Mình buồn kiếm chút niềm vui rất khó, dường như là nó đến với mình chỉ là những nỗi buồn. Thế rồi mình vui thì tự nhiên niềm vui nó lại ào ạt tới. Nó có cái nguyên lý kỳ cục như vậy. Cho nên mình thấy mình ganh tị với mấy anh nhà giàu là vậy ngay. Nó chẳng làm chi. Đi vào đi ra đủng đỉnh vậy mà nó tiền xài không hết. Còn mình làm gần chết, đổ mồ hôi, sôi nước mắt, không có tiền. Cái thứ của tiền nó đỉnh người giàu. Còn cái thứ bất hạnh khổ đau nó lại đèo queo với những người khốn khó, mình nhìn thấy vô cùng chán ghét. Nhưng mà nguyên tắc nó là vậy, khi đời sống tâm thức thăng hoa thì mọi thứ thăng hoa theo. Và thăng hoa nó là món quà, không phải trời cho. Món quà đó là do công trình tu tập nha. Cho nên pháp hỷ trong đời sống, cái nội hàm mình muốn thưa đó là thế này, thưa các vị, khi có tu tập thì tự nhiên đời sống các vị nó có được niềm vui với pháp thôi. Đây là yếu tố thứ nhất, mình nói về cái thành quả của pháp hỷ nó xảy ra như vậy đó. Thế là cái nhân của nó, cái này là thành quả nha. Thứ hai là cái nhân. Thưa các vị, cái nhân của nó sinh ra, điều thứ nhất là từ nhận thức của các vị. Thứ hai là từ nỗ lực của các vị. Thứ ba là từ phát nguyện từng ngày của các vị, tức là phát tâm. Nhận thức nó là nền tảng. Đầu tiên mình nhận thức rằng là cuộc sống này dường như nó loay hoay gần trong việc kiếm tiền, xài tiền, kiếm một mảnh hình hài rồi lại chết với mảnh hình hài. Dường như cuộc đời mình tới ngần này nó loay hoay trong ngần trong việc thôi. Nhận thức được cái điều này rồi thì tự nhiên ta đổi tâm thức theo chiều hướng khác, cũng làm tròn trách nhiệm với mọi việc, cũng kiếm tiền bình thường. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta không quá nặng nề đối với đời sống vật chất nữa, mà ta dành thì giờ nuôi dưỡng đời sống tâm hồn, nuôi dưỡng đời sống tình cảm, nuôi dưỡng đời sống trí tuệ và nuôi dưỡng đời sống tâm linh. Và đời người nó không dài để cho các vị hò hẹn đâu nghe. Ví dụ như mình chưa biết đạo, chưa hiểu được đạo lý thì thôi kệ nó, xiết cô hồn, sống xa chết mộng.
Thế thì lỡ rồi, nhà học Phật Pháp, đọc những trang kinh. Và nhất là ngôn ngữ các vị thiền sư khích lệ chúng ta cũng lỡ một điều là thăm dò vô để biết rằng trong hình hài sinh diệt này có cái tâm không sinh diệt, đó là cái năng lực đang quan sát mọi sinh diệt. Tâm này tương ứng với tâm của mười phương chư Như Lai, gọi là tâm Phật thường trụ đó. Lỡ nếu hương vị Phật Pháp như vậy, biết được điều này, con đường đi vô để làm thánh nó vô cùng đơn giản như vậy. Do vậy cho nên thưa các vị, từ nhận thức như vậy các vị nuôi dưỡng lớn dần thì đây là một loại cái một loại nhân vô cùng là chắc chắn, vô cùng quan trọng. Và cái nhân này nó rớt vào tâm thức thì thưa các vị, nó tự nhiên nó làm thành một cái lực đẩy. Nó càng ngày các vị không cần cố gắng bao nhiêu mà cái lực đẩy nó càng ngày càng dâng lên nha. Cho nên chúng ta dùng cái từ nỗ lực là dùng cái cách rất phàm thường nhưng kỳ thực. Khi cái năng lực nhận thức của mình chín chắn rồi thì cái khả năng diệu lực do công phu tu nó tự đẩy lên thôi. Mỗi ngày tâm thức ta nó quân cái Phật Pháp vô, thưa các vị, rất ư là dễ dàng. Và cái loại tạp độc ô uế của phiền não lậu hoặc tự nhiên nó bị lấn dần cho tới lúc nó khô, nó kiệt. Do vậy cho nên thưa các vị, khi nhận thức đầu thai thì cái sự nỗ lực này nó không cần dụng công bao nhiêu, gọi là vô tác diệu lực nghe. Cái từ này chắc các vị nghe rồi. Tức là cái năng lực đổi thai, năng lực tinh tấn, năng lực tu tập, nó là một loại động lực không cần cố gắng. Nó tự vận hành thôi. Tự vận hành thôi. Và khi nó có mặt được nhận thức như vậy, bằng khả năng giác ngộ từ nơi trái tim của các vị, đáy lòng các vị như vậy, thì cái nhân này không phải nó chỉ phát một lúc, mà nó theo với các vị từng ngày phát triển. Cho nên ta gọi rằng là phát tâm từng ngày, trí phát từng ngày, tâm từ phát từng ngày, năng lực học hiểu chánh pháp trưởng thành từng ngày. Do vậy cho nên khi có cái nhân của nhận thức thì thưa các vị, nó thành tựu luôn những điều này. Nhưng những điều này nó nằm trong cái nhân là do vì nó chưa biểu hiện được cái niềm vui sinh khởi nơi các vị. Do vậy cho nên thưa các vị, khi đầu tư được khả năng học hiểu Phật Pháp, tư duy chánh pháp, thì các vị tự thấy rằng là không có chuyện gì khó khăn khi các vị sống vui với Pháp hết. Người ta vô ngồi học một tiếng đồng hồ, đó là một lực cực hình nha. Thế nhưng mình ngồi một tiếng đồng hồ thấy sao nó mau quá. Ngồi nghe một đoạn dài tới chừng thầy Phước Tịnh nói ô tới giờ rồi, tôi nghĩ giật mình, ủa sao tới giờ sớm vậy? Cảm thấy dường như là học rất ngắn, nhưng kỳ thực tiếng rưỡi đó. Nó là vậy, đây là một ví dụ cụ thể nha. Vui pháp ba điều như vậy. Thế là kiếm thêm chuyện nữa. Chuyện thứ hai, khả năng tu tập của chính ta. Thứ nhất là cái sắc thái đặc thù của Đạo Phật. Vấn đề thứ hai mình thưa với các vị, đó là cái khả năng tu tập của chúng ta nó được đặt trên ba nền tảng thôi. Nền tảng đầu tiên, ta nên có một cái nhận thức rằng là Đạo Phật có một sắc thái rất đặc thù. Thế nào là đặc thù? Thứ nhất, giáo lý Đạo Phật là giáo lý công truyền á. Kinh văn của Đức Phật rất là sáng tỏ, rất dễ hiểu. Và trong quá khứ Ngài giảng pháp cũng vậy, Ngài không có kêu đệ tử vô trong phòng riêng nó nhỏ, không có. Cho nên nên nhớ rằng giáo lý Đạo Phật là giáo lý công truyền. Mở bài ra, mở lòng ra để cho người ta đến. Và người nào có niềm tin, có trí tuệ, đủ duyên lành nếm được hương vị chánh pháp thì người đó thành tựu được sự nghiệp an lạc giải thoát thôi. Quá khứ cũng như vậy, hôm nay cũng như vậy, tương lai 1000 năm sau cũng như vậy. Không có chuyện bí truyền ở đây. Đây là sắc thái đặc thù thứ nhất. Đặc thù thứ hai là phát triển trí tuệ. Thưa các vị, lục ba la mật, thập ba la mật hoặc
Tất cả những pháp hành trì của Đức Phật dạy từ ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh độ phần, thưa các vị, đều lấy trí tuệ làm nền tảng cho mọi pháp hành trì. Ở mức độ phàm phu như chúng ta, người ta dùng cái từ dễ hiểu là cái năng lực học hiểu của anh, trí tuệ của anh bao nhiêu thì anh xài bao nhiêu nghe. Và cái xã hội công nghiệp bây giờ các vị nhận ra điều này. Thưa đại chúng rằng những quốc gia nghèo thì người ta bán lưng cho trời, bán mặt cho đất cả ngày, dầm mưa dãi nắng, kiếm không ra tiền đâu. Thế nhưng mà rồi các vị nhìn coi những cái đất nước công nghiệp, nó một con chip nhỏ xíu vậy, nó có thể bán rất là nhiều tiền á. Mình đã thưa các vị rằng một đất nước bé nhỏ, xíu xiu có mấy chục triệu dân thôi. Vậy như không tới mấy chục triệu đâu. Đài Loan nằm bên cạnh Trung Quốc. Nhưng mà lại là một đảo quốc. Nó ngang nhiên thách thức được với Trung Quốc. Và thậm chí rằng những quốc gia như Nhật Bản, Mỹ, Ấn Độ, Úc vân vân, thưa các vị, đều phải là bảo vệ cái sự bình an của Đài Loan á. Tại vì nó là một đất nước nhỏ nhưng mà nó sản xuất chip hàng đầu thế giới. Cái loại iPhone, từ iPhone 10, iPhone 13 vân vân, thưa các vị, thậm chí rằng là những cái loại để vận hành tất cả những cái bộ máy lớn ở trong cái nền công nghiệp quốc phòng của Mỹ, nó cũng đều từ những ngôi chip của Đài Loan đó. Thì các vị hình dung rằng là một sự phát triển trí tuệ về mặt vật lý thôi, về mặt hữu hạn của pháp sinh diệt thôi, thì nó đã làm thành cái sự to lớn như vậy, đáng sợ như vậy. Huống nữa là cái khả năng phát triển trí tuệ để đạt đến cái chiều thâm sâu của an lạc giải thoát thì nó là nền tảng mình lẽ đương nhiên thôi. Cho nên đặc thù của giáo lý Đạo Phật không trọng cái gì khác ngoài phát triển năng lực trí tuệ nghe. Có trí tuệ thì dắt dẫn được giới được định. Có trí tuệ thì dắt dẫn được lục độ ba la mật. Có trí tuệ thì dắt dẫn được 37 pháp trợ đạo. Và công phu thiền định không thể đoạn trừ phiền não được. Đoạn phiền não chỉ có phát triển trí tuệ thôi nghe. Sắc thái thứ ba, tự chủ vận mệnh. Thưa các vị, dù chúng ta tu pháp môn gì, nhưng mà nên nhớ cái yếu tính quan trọng nhất của nền giáo lý Đạo Phật là cái khả năng tự làm chủ mình, tự vận hành đời sống mình, tự phát triển năng lực tu tập của mình, chứ không phải là sự ỷ lại. Mình cầu nguyện, mình lễ Phật, mình tụng kinh, thưa các vị, cũng đừng nghĩ rằng cái điều này hoàn toàn ỷ lại hay không. Các vị phát nguyện, các vị cầu xin về cảnh giới là tâm các vị nó phát ra một cái loại năng lượng lành. Ngay cái chuyện mình niệm Phật cầu vãng sinh, mình cúng dường nguyên đời sống này, con không là gì cả, con chỉ là hạt cát, con đặt trọn vẹn thân tâm của con, sinh mạng của con vào bàn tay Đức Phật, thì các vị đã tu cái pháp xả ly chấp trước bản ngã, bỏ hết những kiêu ngạo, tự hào, tự ái của các vị. Chứ đừng nghĩ rằng là đây là một pháp môn tha lực hoàn toàn, không. Nó là một phương pháp chư tổ thiền thiết định để các vị đi vào cái cửa ngõ chứng nghiệm được pháp thân bằng năng lực xả ly chấp trước bản ngã đó. Cho nên đặc thù thứ ba của sắc thái giáo lý Đạo Phật tặng chúng ta ba nét như mình vừa nói: công truyền, phát triển trí tuệ, và tự anh làm chủ đời sống anh. Năng lực này anh phải tự phát. Anh mà còn chưa thể làm cho bên trong của anh có yếu tố của tính của hành công nguyện thì đừng mong vãng sinh. Anh không tin vào tự thân anh thì anh làm sao mà có thể tu tập được. Cho nên thưa các vị, tự tin là nền tảng căn bản nha. Và kinh Pháp Cú thì những bài kinh về vấn đề này rất nhiều. Hãy quay về nương tựa hai đạo tự thân. Không biết bài kinh thứ mấy, tìm trong 400 mấy chục bài có bài đó. Điều thứ hai, phần B vấn đề. Thế gần tới giờ rồi đã nghe. Cái phần B vấn đề khá là quan trọng là thay đổi tâm thức thì thay đổi vận mệnh. Thưa các vị, mình tu đi vô vấn đề này là đi vô cốt tủy của vấn đề nghe. Thay đổi suy nghĩ
là đời sống các vị thay đổi sâu xa hơn. Thay đổi tâm thức có hàm nghĩa rằng là xưa giờ mình cứ thấy mình là buồn vui, mình cứ thấy mình là những nghĩ suy. Bây giờ mình không làm gì nhiều nhặn cả, không phải là lật ngược gì cả, mà chỉ cần làm việc rằng là tôi đang quan sát được những buồn vui của tôi. Tôi là người quan sát luôn những ý nghĩ đang sinh đang diệt trong tôi. Đổi thay tâm thức chưa? Đổi thay rồi, lật ngược rồi đó. Xưa giờ mình thấy mình là nó, mình không thấy gì ngoài, mình là những suy nghĩ cả. Và thưa các vị, suy nghĩ là chi vậy? Chẳng qua đó là cái nguồn tư liệu, cái nguồn thông tin từ nền giáo dục, từ người bạn hữu, từ mọi yếu tố nó làm thành cái dòng chảy suy nghĩ của các vị. Nó vận hành một cách tự nhiên, ta coi nó là một loại tiện dụng để mình sử dụng thì không sao cả. Thế nhưng mà ta nói coi nó là chính ta thì đây là một vấn đề nghe. Do vậy cho nên bây giờ mình không coi nó là chính mình nữa. Mình sử dụng nó, mình tận dụng khả năng nó, nhưng mình tận dụng cánh tay của mình đưa ra đưa vào. Các vị có vấn đề gì với bàn tay không? Không. Mình tập nắm, tập ăn cơm, tập giờ đũa, tập cầm dao, tập cầm nĩa, cầm đũa, vân vân. Do vậy cho nên cái sự thông thạo bàn tay là khi ta thích thì ta sử dụng đũa, không thích thì ta sử dụng dao. Cái chuyện bình thường, không có vấn đề. Thế rồi cái đầu ta cũng vậy nghe. Ta học hỏi, ta thu thập thông tin để làm thành cái chi, làm thành cái sự vận hành nó trong cuộc đời này, để đối nhân xử thế, để nói năng, để làm việc, coi nó là một vấn đề và sai thì nó là một loại tiện dụng. Và khi không cần thiết thì để cho nó trống, để cho nó rỗng, để cho nó nghỉ, để cho nó yên, thì đây là cái năng lực ta có quyền làm đó. Còn đằng này, thưa các vị, khi mình không cần mà nó cứ quậy lung tung thì đây là vấn đề, đây là vấn đề nghe, đây là bệnh. Chứ không phải là, ví dụ như cái tay bình thường mình vận động, thế rồi cái lúc mình không cần đó, nó cứ vận động hoài, nó cứ quơ hoài, chịu nổi không? Đầu mình cũng vậy nghe. Cho nên thưa các vị, thay đổi tâm thức không cần nhiều nhẫn gì cả. Các vị hãy coi nó là một thứ tiện dụng. Xưa giờ mình dùng nó, bây giờ mình vẫn dùng, nhưng mà mình sẽ có một cách sử dụng khác. Đó là thay vì coi nó là mình, bây giờ mình coi nó là cái thứ tiện dụng. Mình cần thì xài, không cần cho nó nghỉ. Và cho nó nghỉ bằng cách nào? Không phải dẹp trừ, đối kháng, giết chóc, hủy diệt, trấn áp. Không. Nó vận hành, đó là điều tự nhiên. Có ai nghĩ rằng tôi tọa thiền để là tim tôi không đập không? Không. Nó có ngu gì vậy? Không đập chết sao? Thưa các vị, tim đập là việc tự nhiên. Đầu này nó suy nghĩ là việc của nó, không có vấn đề gì với ta cả. Ta chỉ làm việc rằng là xưa giờ mình đồng nhất, mình là nó. Bây giờ không đồng nhất nữa, mình lặng lẽ nhìn nó, mỉm cười chơi với nó, quan sát nó. Mày sinh ư, kệ mi. Mày diệt ư, kệ mi. Nghĩ đông nghĩ tây là chuyện của mi, nhưng mà ta chỉ làm một việc là quan sát mi, dõi theo mi. Và ta không phải là mi, ta đang ngồi yên nhìn mi chạy tới chạy lui. Thì thưa các vị, đây là đổi thay triệt để của tâm thức. Khi đổi thay triệt để thế này thì vận mệnh các vị xảy ra cái chuyện chi vậy? Xưa giờ mình động nhắc cái nó, cho nên mình luân hồi khổ đau quằn quại, mình bị nó nhắc dẫn. Bây giờ mình không đồng nhất vào cái dòng chảy sinh diệt thì mình trở thành vô sinh, trở thành năng lực Phật chiếu sáng quan sang nó. Thì thưa các vị, đây là khả năng tu tập của chính ta. Từ cản đi vào tới cái chiều kích này là chiều kích thâm sâu nhất nha. Khi các vị có niềm tin vững chắc với điều này rồi thì cái chuyện thực tập, chuyện công phu nó tự xảy ra thôi, không cố gắng gì cả. Tự nhiên mình cảm thấy rằng cái nhu cầu là mình vận dụng ý nghĩ để mình làm việc, mình nói năng, mình trình bày, không vận dụng nó thì mình cho nó nghỉ. Thế thôi. Giống như tay tôi không cần quên nữa thì tôi để nó xuôi vào thân thôi. Thế thôi. Tôi không thích đi nữa, tôi ngồi, tôi nghỉ ngơi thôi. Thì nó là như vậy nha. Cho nên thay đổi tâm thức là thay đổi vận mệnh, không hàm nghĩa rằng là các vị có tu tập rồi các vị tự nhiên trở thành người nhà giàu. Không. Mà có tu tập rồi thành đạt cao hơn, sâu hơn, tuyệt vời hơn, là các vị trở thành người bất sinh diệt.
trong tóc tai. Cái này không phải mình cố tình lừa gạt đâu nha, ai cũng hiểu điều này cả mà. Cuối cùng, thôi cuối cùng đi, kết luận đi cho rồi. Kết. Thứ nhất, điều đầu tiên, thưa các vị, mình gợi ý rằng là không có gì khó khi trí tuệ mở ra cả. Đổi thay vận mệnh của ta, đổi thay tâm thức của ta, đổi thay hoàn cảnh của ta. Thưa các vị, điều đó nó không có gì khó khăn cả. Khi năng lực trí tuệ phát triển rồi thì mọi việc nó sẽ xảy ra thôi. Đời sống các vị tự nhiên mở ra, và tâm thức các vị tự nhiên nở qua, và an lạc hạnh phúc tự nhiên nó ùa tới chứ không cần tìm kiếm gì cả. Cái này không phải mình gạt đâu nhé. Tu đi là các vị nhận ra điều này thôi. Khi ta có niềm vui là tự nhiên niềm vui nó ùa tới. Và khi ta chìm ngập ở trong tình trạng sầu thảm bất an, thì sầu thảm bất an từ ba phương bốn phía nó cũng tràn ngập về, nó tấn công các vị thôi. Cho nên khi có trí tuệ rồi thì nó mở ra rất nhiều hướng, nhất là cái hướng chúng ta đang đi, đó là cái hướng phát triển đời sống tâm linh tự nhiên. Thưa các vị, nó vươn lên càng ngày càng cao nghe. Điều thứ hai, hãy thông minh chọn cách sống trong cuộc đời. Câu này nó gửi gắm rất nhiều hàm ý nghe. Hãy thông minh chọn cách sống trong cuộc đời. Nói thế này dường như xúc phạm nhau quá đáng. Tại vì dường như ta không biết chọn cách sống, ta không thông minh sao? Rượt đuổi lợi danh, làm cho có của có tiền, và chạy theo để giành giật miếng ăn như thiên hạ, giành giật địa vị trong xã hội, không thông minh sao? Thế nhưng mà đó là lĩnh vực khác, mình không dám đụng đến đâu. Mình đang nói đến vấn đề này. Đó là chi? Lâu nay mình chọn một cách sống là đầu tư năng lực, sức khỏe, tuổi thọ của mình cho một việc. Đó là chi? Kiếm lợi, kiếm danh, kiếm của, kiếm tiền, kiếm mọi thứ. Để làm chi? Để tới chừng đến một lúc nào đó thân tàn ma dại, rồi tất cả điều đó nó trở thành hư vô, đi mất vào cõi mịt mùng. Có khi vì cái cuộc rượt đuổi lợi danh như vậy, mình tạo ra vô vàn ác nghiệp, dường như sống gì không thông minh. Do vậy cho nên bây giờ mình phải chọn một cách sống thông minh khác. Là chi? Vẫn sống bình thường như bao nhiêu con người giữa trần thế, không đến nỗi tiêu cực, u lì, không vươn vai sống với đời để ngang ngửa với thiên hạ, nhưng mà mình dành cái năng lực đời sống mình để giải quyết cho xong một cái việc căn bản đầu tiên, đó là sống bình thường nhưng mà phải làm đời sống mình giàu có, hạnh phúc ạ. Phẩm chất đời sống mình nó phải dâng lên, không bằng lòng cái chuyện buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn nó tràn ngập tâm thức từng ngày ngang đây. Vì sao không có chuyện đó? Đây là thông minh cách sống. Thông minh thứ hai, ta đã đi ngang trong cõi tử sinh bao nhiêu kiếp, chán quá rồi, bây giờ kiếp này may mắn gặp Phật Pháp, cho nên phải thông minh là lợi dụng kiếp này, sống thế nào để một đời này đoạn đứt phiền não tử sinh. Thông minh thứ ba, cho phép chưa đoạn đứt tử sinh thì ngay hiện đời này, thưa các vị, thành tựu được phước điền, thành tựu được trí tuệ, để đời đời kiếp kiếp sinh ra thì gặp Phật Pháp, đời đời kiếp kiếp sinh ra không mất cái chúng nhân lành để tu tập tiếp. Đây là ba bốn ý được gói trong một câu rất ngắn: hãy thông minh chọn cách sống, cách sống trong cuộc đời. Điều thứ ba, kết luận thứ ba, đó là gì? Niềm vui ta sẽ được nhân lên khi thấu hiểu và hành trì Pháp. Điều này tự nhiên á. Các vị hiểu ở một cái tầng nào thì cái năng lực tinh tấn của các vị, niềm đam mê của các vị nó dâng lên ngang tầng ấy. Thế là các vị hiểu được đến một mức độ thấu ngộ được đạo, thấy được tự tánh không sinh của các vị, thì tự nhiên thưa đại chúng rằng là các vị sẽ cảm thấy rằng là mọi thứ vô cuộc đời này không có gì đáng để cho chúng ta bận tâm, chúng ta buồn phiền cả. Tại vì ta không có nhiều thời giờ để làm chuyện đó đâu. Ta phải sống trọn vẹn với sự liễu đạt Pháp,
Do vậy cho nên niềm vui ta nó sẽ nhân lên gấp một vạn lần khi ta thấu hiểu được Pháp và hành trì Pháp. Hai điều này, thấu hiểu và hành trì nó là một nghe. Thấu hiểu ngang đâu thì năng lực tinh tấn của ta, sự đam mê chúng ta nó dâng lên ở mức độ ấy. May quá, mừng vô cùng, cũng xong việc. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện độ, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể